các thành phần thân biến thành tinh. Anh ta không chỉ chiến đấu chống lại hoàng đế địa phương ở thị trấn nhỏ bắt nạt Kuga, đột nhiên mọi người trong thị trấn hoảng sợ. Nobita nên cứu thị trấn bằng cách nào? Đã đến lúc ăn cá thu đao lần nữa, lần này hổ béo sẽ không làm nồi hầm đen nữa, đổi sang cá nực. Nhìn con hổ béo ăn ngon quá, Nobita tò mò không biết con cá thu đao này là gì, nghe còn tệ hơn nhỉ. Nhưng Nobita đang mơ tưởng muốn có mối liên hệ chặt chẽ với cá thu đao, kẻ điên cuồng không còn cách nào khác là phải móc ra mồi câu cá cho thú cưng. Chỉ cần rắc một nắp cá kiếm sẽ nhảy lên khỏi mặt, trở thành một con cá bay thực sự, bởi vì mồi mang thú cưng đến gần người cho chúng ăn hơn. Tôi đã nghe nói về việc huấn luyện chó và huấn luyện mèo, đây là lần đầu tiên tôi thấy người huấn luyện cá. Nobita đang tận hưởng, Patty Blue đang thể hiện bản chất mèo của mình, ăn cá thu đao cho bữa tối. Mẹ gọi Nobita là cậu bé chạy, không ngờ đại hùng có vạch não kỳ lạ, giao tốc hạch thuận tiện cho bạn, tôi và anh ấy. Lan béo tò mò không biết anh ta đặt hàng con cá kiếm này như thế nào, dù cá kiếm không bao giờ nọt, nhưng trên thị trường luôn có những truyền thuyết về cá kiếm. Hoạt động của Nobita, nếu không có người huấn luyện giỏi thì vườn thú sẽ thiệt thòi. Lục nhiên chúa không tử tế, so với dụng cụ thu thập quần áo thủ công của béo là Nobita cao cấp hơn nhiều, đưa sự lười biếng lên mức cao. Ngay khi mẹ tôi bước vào nhà, tôi nhìn thấy quần áo đã được cất đi, chỉ là mùi hơi nồng thôi. Chắc chó, chắc mèo, chắc cá thu đao đi dạo, nhưng cá kiếm chỉ muốn làm cá muối lặng lẽ. Không ngờ chúng tôi lại gặp một con hổ béo trên con đường hẹp giữa kẻ thù. Tay trái và tay phải chuyển động chậm. Hôm nay lại là một ngày thu, thấy bạn mình sắp bị nước cá kiếm biến thành cơn lốc xoáy mạnh, cảnh cáo hổ béo nếu không đi sẽ bị đưa về tay. Không ngờ tiểu hắc lại ra tay, cá dao đang sợ hãi. Shizuka không quan tâm nếu Nobita thèm muốn cơ thể của, dù sao thì hãy để Nobita làm vật tế thật. Cá kiếm đơn giản quá, thậm chí anh còn chủ động vào bếp phơi nắng. Làm sao mẹ tôi có thể bỏ được những nguyên liệu được đưa vào miệng? Nó có thể hình dung cá thu đao phân tán thành chim và thú. Mẹ hoảng hốt chân dài bỏ chạy sau bữa tối. Nhóm Meika trong công viên đang nấu ăn, nhưng tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ đằng sau tôi. Hãy nhìn với đôi mắt mở to, tôi suýt đánh rơi váy vì cá kiếm không đáng sợ, nhưng đàn cá kiếm thực sự rất đáng sợ. Nobita và cả hai đi tìm, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu ở sau núi. Dù vùng núi phía sau rất rộng lớn, nhưng đã sớm tìm thấy mục tiêu. Dù chỉ có một đầu nhỏ, nhưng một chút sẽ thành nhiều. Không ngờ cá đao lại thành thật, xuyên qua bầu trời biến thành ác quỷ. Nobita muốn chơi bài tình bạn với cá dao, nhưng trí nhớ của cá chỉ có 7 giây. Nobita và cả hai bị đánh thành chiêu hụt. Để ngăn cá thu đao trở nên điên cuồng, Patty Blue lấy lưỡi câu cầm tay ra, móng móng vuốt hầm nặng thịt nướng móng vuốt đó. Túi đựng dần trở nên lớn hơn, nhưng con cá kiếm bắt đầu di chuyển xung quanh. Nobita và cả hai bị Uhu da trói lại, chất lượng túi đựng đồ cũ cũng không. Cá kiếm lao ra khỏi túi, trốn trở lại rừng. Một đêm tối và đầy gió, Nobita lại vào rừng tìm kiếm, nhưng bỗng có một bóng ma đi ngang qua. Đại hùng liếc sang một bên, đây thực sự là một năm tồi tệ và những điều xui xẻo không bao giờ đến một mình. Cá kiếm thực sự đã học được nghệ thuật chiến tranh, chúng phải bị bao vây và tiêu. Nobita và cả hai gầm lên bỏ chạy, anh ta sắp bị chụp ảnh như một kẻ cặn bã, thoát khỏi bất kỳ cửa nào. Chứng kiến cá thu đao đánh nhau theo nhóm không tôn trọng võ đạo, béo lan lấy ra khẩu phạt. Các bạn có biết tại sao Nobita lại là người duy nhất đội chiếc mũ sắt nhỏ? Cả hai trở về rừng, nhưng cá thu đao lại tấn cú sút cực mạnh của Nobita, nhưng tôi cảm thấy cô đơn. Nhìn thấy hai người sắp bị nhào thành bánh nhân, mẹ gọi họ về nhà ăn tối. Không biết lý do tại sao, cá kiếm thực sự đã buông tay. Hóa ra mẹ như tia hy vọng trong lúc khủng hoảng, thu hút sự chú ý của cá kiếm. Hai người đã đến biệt, lấy đi mặt trời nhân tạo, một chút ánh sáng trong bóng tối. Hãy để cá kiếm tụ, cuối cùng đã dụ được cá thu đao trở về đại dương. Nhìn cá kiếm rơi như tờ giấy trở về đại dương, cả hai cuối cùng đã ngăn chặn được thảm họa một lần nữa, có thể về nhà. Tôi lại thấy cá thu đao vào bữa tối hôm nay. Vậy các bạn thích ăn loại cá nào? Tên béo này có chút hoảng, tôi sợ có chuyện gì đó sẽ xảy ra với Nobita trên đường về nhà. Vậy anh ấy có lo lắng cho Nobita không? Dĩ nhiên là cuộc sống và cái chết của Nobita, làm sao có thể có cảm giác phấn khích khi truyện tranh về nhà an toàn. Vội vã về nhà, tôi muốn giải thưởng truyện tranh. Thực sự là 3 ngày không chiến đấu, viêm tuyến tiền, nhưng mẹ suốt ngày đánh giết giết chóc là không ổn. Tôi chỉ có thể khuyến khích bố tôi trở thành quan quân. Truyện tranh đang đạt đến đỉnh cao, bố đột nhập vào cửa, bố không có tài, tôi chỉ muốn giết ai đó bằng một cú đập. Không ngờ bố tôi cũng là một cậu bé già nghịch ngợm. Chưa bắt đầu đập, tôi đã bị mua chuộc bởi truyện tranh, và một bí mật gây sốc đã được tiết lộ. Tôi đọc truyện tranh này 30 năm, nhưng truyện tranh này sẽ chỉ được phát hành ngày hôm nay. Thấy đứa trẻ tưởng mình mắc bệnh Alzheimer, bố thực sự đã dùng chiêu kể chính xác cốt truyện. Nobita bị cha vẫn nhớ niềm vui tuổi thơ, tiếp thay mẹ hoàng hậu đã đến, bố ngay lập tức trở thành người vợ nghiêm. Sau đó vợ tôi đến, tôi gửi quả sung cho mẹ chồng tương lai, nhưng bài tập về nhà vẫn chưa xong, thậm chí đừng nghĩ đến việc ăn một miếng quả sung. Béo xanh không còn vui nữa, tại sao tôi cũng phải nhận lỗi, khóc một lần gây rắc rối và treo cổ tự tử. Đã lấy sung thành công, Nobita nhớ cây hồng ngoài sân, tôi phải quay ngược thời gian và ăn trộm một, nhưng cổ máy thời gian lại đang được bảo trì định kỳ. Nhưng Patty Blue vẫn có phương án dự phòng, loại bỏ phòng thời gian, chỉ cần ấn nó vào tường, sau đó điều chỉnh về 30 năm, một tia sáng thánh thiện cả căn phòng du hành về 30 năm. Nobita mở cửa sổ nhìn lại khung cảnh thị trấn 30 năm. Sau khi nhìn thấy cây hồng, Nobita sẽ trở thành tên trộm hái hồng để không làm phiền những người thân trong gia đình tôi từ 30 năm. Hai người họ rón rén vừa bước tới phòng, tôi đã gặp ông tôi khi ông về nhà, hai người hét lên rồi bỏ chạy lên lầu. Sau khi xác nhận an toàn, hai người lại đi xuống lầu. Tiếc là Patty Blue nặng quá, Nobita nói dối rằng mình là cha mình, chỉ khi đó anh mới thoát khỏi thảm họa này thành công. Hai người đã đến sân sau, gặp lại bà ngoại. Dù Nobita có muốn gặp lại, nhưng lúc này Nobita vẫn chưa ra đợt, tôi chỉ có thể im lặng nhìn bà tôi. Hai người đến bên cây hồng, Nobita trèo cây, chọn ngẫu nhiên một cái, anh trở thành trụ cột gia đình, hoàn toàn phớt lờ gã béo xanh tham lam dưới gốc cây. Ai biết đó sẽ là một khởi đầu tồi tệ.
bị bố phát hiện. Nobita muốn nhận ra người thân của mình mà không cần nói một lời. Không ngờ bố tôi lại là người bảo vệ thực phẩm, tấn công trực tiếp bằng một cây gậy lớn, đuổi theo hai dặm trong một hơi thở, muốn đập cả hai thành quả hồng thú. Nobita và cả hai sử dụng khả năng tàng hình. Tôi vừa cứu mạng mình khỏi cây gậy lớn của bố tôi. Khi bố tôi trở về nhà, ông bắt đầu ngồi xổm, đừng cho Nobita một cơ hội nào để hành động. Dacian quyết định hành động bằng cảm xúc và hiểu bằng lý trí. Trước khi bố hành động, ông ấy nói về lý thuyết du hành xuyên qua các lỗ sâu vượt xa tốc độ ánh sáng. Những điểm kiến thức nâng cao như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới tin điều đó. Cả hai lại bị truy lùng. Ai biết rằng con đường giữa kẻ thù là gặp được cha của hai chồng hộ. Sau cuộc chiến tập thể, người bị đánh hóa ra là bố. Bố vẫn kiên trì với bài viết của mình. Patty Blue khuyên Dacian dừng lại, nhưng cỗ máy thời gian vẫn còn trong phòng. Lang béo không còn cách nào khác đành phải lấy con chuồn chuồn tre ra. Đồng thời, cùng một cốt truyện, bố bị ông ngoại mắng là vô kém cỏi. Khi Nobita và cả hai bay về phòng, tôi tình cờ thấy bố tôi lại bước vào. Cả hai không còn cách nào khác là phải trốn trên mái nhà. Nhưng khi cha tôi nhìn sang mình, tôi phát hiện ra căn phòng này không phải căn phòng kia. Đó là lúc bố nhìn thấy truyện tranh. Để không bị bố phát hiện, hai người đợi đến tối. Cho đến giờ ăn tối, bố vừa cầm truyện tranh vừa bước ra khỏi phòng. Nobita vừa vào phòng, tôi choáng váng trước da mặt. Truyện tranh của tôi, Nobita thực sự đã mất vợ và mất quả hồng không bị đánh. Truyện tranh tôi vừa mua lại biến, nhưng con đường của thiên đường là luân hồi. Bố thực sự đã lấy cuốn truyện tranh từ 30 năm trước ra. Nó chỉ hơi mốc thôi. Nếu bạn có thể du hành xuyên thời gian và không gian, các bạn hy vọng sẽ đi vào năm nào? Trong thế giới tương lai, trẻ em lái robot và chơi trong tuyết. Mặc dù nó có kỹ năng điêu khắc băng cáp nhĩ tân, nhưng nó cũng có một khuyết điểm chết người. Tuyết rơi hiếm hoi ở Tokyo, và đứa trẻ không có khả năng chống lại việc xây dựng một người tuyết. Vì vậy Dacian và những người khác đã thành công ngay lập tức, chiếm đất tuyết phủ phía sau núi. Để chơi tuyết đắm chìm, Little Dora đã mua robot với giá 9 nhân dân tệ và được miễn phí vận chuyển. Chỉ riêng sơ đồ lắp ráp đã dài hàng trăm mét. Tuy nhiên, bé Dora vừa nói điều gì đó. Gao Fushu giỏi lắp ráp mô hình, chồng tự nhận mình là người cao lớn, hoàn thành robot chơi tuyết cao bằng tòa nhà trong vài phút. Một số người đã lên xe để hoạt động. Tôi nhìn thấy con robot giơ cao cánh tay của nó, xúc được hàng tấn tuyết chỉ trong một hơi thở, dễ dàng hoàn thành nguyên mẫu dạng cột, và tất cả họ đều mơ ước được cưỡi một chiếc cầu trượt băng. Vậy là robot đã làm điều này điều kia, thang băng tạo nên vẻ ngoài hoành tráng. Tuy nhiên, ngay khi một số người muốn đi đến một khu trượt tuyết khác mà chẳng được gì, con robot bất ngờ gặp sự cố, biến câu chuyện thành một tai nạn. Cô bé Dora cầm lấy cuốn sổ tay và đi đến phía sau con robot. Tôi chỉ nhớ rằng đây là một vật dụng cũ mà tôi đã mua sau khi bị gãy xương. Không có pin nào được cung cấp. Tính toán dựa trên khối lượng khổng lồ này, cần ít nhất 1.000 pin. Dù cộng tiền Tết của nhiều người cũng không đủ. Vì thế Dora bé nhỏ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghĩ ra kế hoạch B. Lấy nó ra có thể tiết kiệm năng lượng theo chim bồ câu lưu trữ tạo ra pin. Chỉ cần đặt nó lên vai bạn, cho dù đó là tiết kiệm điện hoặc tiết kiệm nước và gas, sẽ sạc lại năng lượng cho bồ câu lưu trữ. Anh chàng tốt, người cuối cùng cưỡi chim là anh Kang Yong của hoàng đế Khang Hy. Sau đó, Xiao Dora trang bị cho mỗi người một chiếc, và FAT Tiger lại càng chuẩn bị tinh thần hơn để không trở thành một cá nhân. Sử dụng nắm đấm của bạn để biến tất cả trẻ em trong thị trấn trở thành công nhân của bạn. Chứng kiến FAT Tiger tự tin ra đi với hàng trăm đồ dùng của người dân, Nobita cũng quyết định làm một người con hiếu thảo. Ví dụ bố muốn dùng máy sấy tóc bằng điện, nó đã bị tịch thu và thay thế trực tiếp bằng hộp số tay. Ví dụ mẹ tôi muốn dùng máy giặt để rảnh tay, chỉ cần lấy bồn tắm ra và để mẹ tập thể dục giảm cân. Tốt lắm, hóa ra tên này vừa giết bố mẹ mình. Tôi thấy một người mặc đồ cắm sừng, quái vật mặc hói đang nướng bánh trên bếp điện. Cô bé Dora chỉ muốn tranh luận rằng đây là chiếc bếp điện nhỏ nhất trong nhà. Mình thấy chú chim bồ câu trữ pin của Nobita thực ra có pin. Nobita ngay lập tức rất vui mừng, mặc quần sóc và dắt theo con mèo cắm sừng, muốn ra đường làm tình. Không giống như Nobita, FAT Tiger chẳng có được gì cả. Phân tích cuối cùng chỉ vì ba chữ, kém cỏi, vì anh không cần hút bụi khi quét sàn. Thay vào đó hãy sử dụng chổi của con người, máy sưởi và Kotatu cũng hỏng. Ngay cả khi giao hàng cũng được giao bằng xe đạp. Làm thế nào chúng ta có thể nói về việc tiết kiệm điện trong một hộ gia đình hoàn toàn không sử dụng điện? Nhưng nếu chúng ta nói về những người tiêu dùng điện lớn, FAT Tiger đã có sẵn một ứng cử viên trong đầu. Thế là anh ta đá xuống sàn và đi thẳng vào mục tiêu. Cùng lúc đó, trước sự đe dọa từ nắm đấm của FAT Tiger, Haru chuyển mọi thứ trong tủ lạnh sang tuyết để đóng băng. Anh ấy cũng đã kiếm được một số pin từ việc này. Và bởi vì Ancien đã ở trong lâu đài tuyết, không sử dụng điện, nước của nhà, vì vậy, ông còn thu hoạch được một số lượng lớn pin. Đến ngẫu nhiên còn hơn đến tốt. Shizuka tình cờ làm một nồi sinh tố. Nobita không chỉ thu hoạch pin mà còn được tặng sinh tố miễn phí. Nhưng có ai biết cảm giác ăn sinh tố vào ngày tuyết rơi như thế nào không? Đúng lúc này, hổ béo tình cờ cầm cúp đi ngang qua, mọi người đều bị sốc, còn con hổ béo quá nghèo không dùng được điện, tại sao pin chất đóng như núi? Đó là vì anh ấy đã tìm thấy một lỗi, ví dụ, một máy chơi game cần được sạc ở nhà, nếu bạn mang sang nhà người khác để sạc, nó tương đương với việc tiết kiệm năng lượng cho chính ngôi nhà của bạn. Thấy hổ béo thô lỗ quá, mặt chồng tôi lúc đó tím tái, nhưng cũng nhờ làn sóng mại dâm tự do này, vừa thu thập đủ 1.000 cục pin, cô bé đo ra đổ pin vào máy, pin đạt công suất tối đa ngay lập tức, mọi người lập tức vui mừng, cạnh tranh để tạo ra tác phẩm điêu khắc băng của riêng mình, nhưng nếu không có gì xảy ra thì sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Tôi nhìn thấy con robot đang nghiêng mình trong tuyết, tôi bị mắc kẹt, và giải pháp khá đơn giản, chỉ cần lắp ráp một robot khác, bạn có
có thể tiếp tục chơi trong tuyết. Vì vậy, Pim phải tiếp tục được thu gom, và tháng này hóa đơn tiền điện của chồng tôi có lẽ sẽ tăng vọt. Có bao nhiêu người còn nhớ những ước mơ tuổi thơ của mình? Mong con sẽ thành công là mục tiêu chung của các bậc cha mẹ hiện đại. Nhưng bố Sion đã từ bỏ vấn đề này. Nếu không có sức mạnh đó thì vẫn phải chia tay Nobita. Lý tưởng của con cái người khác là phi hành gia hoặc nhà khoa học. Một lần nữa, chỉ chơi đội tuyển bóng đá Nam Trung Quốc. Nhưng Nobita lại có một tâm trí kỳ lạ. Muốn làm vua nhí, toàn bộ con mèo của bé Dora không được khỏe. Chẳng phải tôi đã đồng ý trở thành một người giàu có sao? Liệu bạn có thể đạt được sự tự do với món Doreki của riêng mình trong tương lai không? Và việc học không có gì sai cả, nên bạn phải học từ FAT Tiger. Nhưng ngay cả người lớn cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của quyền lực. Chưa kể Nobita có IQ không lên mạng quanh năm. Hổ béo ra lệnh, tất cả bạn bè của tôi đều ở đây để quyết định nên chơi trò chơi nào tiếp theo. Kết quả là mọi người thực sự lầm tưởng rằng FAT Tiger là người nói nhiều. Không ngờ FAT Tiger chỉ nói một câu, vật sumo. Chỉ có Nobita quyết định đập vỡ chiếc bình và vứt đi. Nhưng FAT Tiger chỉ dùng một cái nhìn. FAT Tiger quyết định giải thưởng cho giải đấu sumo FAT Tiger Cup này. Tôi sẽ lấy nó từ kho bạc nhỏ của mọi người. Nhưng bé Dora lại cho rằng Kiếp Kiên chỉ phù hợp với trẻ em. Không lý tưởng, nhưng Đại Hùng có thể trở thành vua trẻ con vào thời điểm này. Đó không còn là Nobita nữa. Nghĩ về người đàn ông cao 1,8m, đi nghiêng trong háng dài 1,2m. Cô bé Dora nói rằng cô ấy mệt mỏi, nhưng bạn vẫn phải chiều chuộng con mình. Thấy phấn khởi nên cậu quyết định giúp đỡ Nobita thêm một lần nữa. Bước đầu tiên để trở thành vua của trẻ em, chỉ cần ăn uống đủ, ngủ ngon và cảm thấy tê dại. Cho đến 2 giờ sáng, cô bé Dora cuối cùng cũng đánh thức Nobita, bắt đầu thực hiện kế hoạch vua trẻ em. Sau khi cả hai đến không gian rộng mở, cô bé Dora lấy ra chuông gió trong mơ, đặt sao cho chỉ trẻ em khoảng 10 tuổi mới nghe được. Khoảnh khắc chuông gió treo trên cây, tiếng chuông lan khắp thị trấn. Giây tiếp theo, bọn trẻ giả làm xác chết và xuống đường. Phải nói là đạo cụ này hơi điên rồ, vì nó có thể tự do điều khiển người đang ngủ làm bất cứ việc gì. Nobita bắt chước Hổ Béo và ra lệnh, tôi đã trải nghiệm niềm vui khi FAT Tiger trở thành vua của trẻ em. Nhưng tiếng ngáy đột ngột trong đám đông làm cho Nobita cảm thấy vị trí của mình bị đe dọa. Không nói một lời, anh ta bế con Hổ Béo lên. Kết quả là giây tiếp theo, anh sắp được FAT Tiger cứu và thăng thiên. Hai người cài số thứ 5, đạp dầu sàn rồi chuẩn bị lái xe đi. Nhưng chất lượng giấc ngủ của FAT Tiger khá cao. Giây tiếp theo tôi lại đến gặp Chu Công. Chỉ khi đó Nobita, người vẫn còn sống, mới có cơ hội tiếp tục ước mơ trở thành vua của những đứa trẻ. Nobita muốn hỏi mọi người nghĩ gì về trò chơi. Nhưng dù có ngủ quên thì mọi người cũng chỉ dám đấu vật sumo. Nhưng bé Dora nghĩ trò chơi này khả thi, bởi vì không phải là tôi không thể đánh bại anh ta và nhắm mắt lại sẽ bị mù phải không? Nobita yêu cầu mọi người về nhà và nhận giải thưởng. Tôi tưởng làn sóng máu này sẽ kiếm được lợi nhuận. Thật bất ngờ, giải thưởng của mọi người hoàn toàn coi Nobita như một thùng rác tái chế. Trò chơi chính thức bắt đầu. Trò chơi đầu tiên do Nobita chơi mỗi ngày là một trò lừa nhỏ, đấu tranh chống trận sức chiến đấu trong thế giới truyện tranh thiếu nhi. Nobita nghĩ cuộc đọ sức này không có gì hồi hộp cả, nó phải dễ dàng để xử lý. Không ngờ Hổ Béo lại xuất phát bằng 3 lòng bàn tay. Sau 99-81 lòng bàn tay, Nobita đã chết và không thể chết nữa. Không thể đánh bại một người đàn ông béo 200 pound. Không phải là anh ấy không thể đánh bại một cậu bé cao 1,2m phải không? Cho nên Đại Hùng vui vẻ quỳ xuống 10 lần liên tục. Lúc này chỉ còn lại Shizuka, người đang luyện tập Iron Senpan trên sân. Nobita không nói nhiều lời tàn nhẫn, để giữ thể diện anh ta thậm chí còn đánh đập các cô gái. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Không ngờ Shizuka yếu đuối cũng là kẻ lừa đảo. Vì khuôn mặt vô giá trị của Nobita, cô bé Dora dùng kho báu của mình để mua Haru. Hãy để anh ấy thua Nobita trong trò chơi. Vì vậy, cuộc đối đầu có thể mở ra một sự đảo ngược. Tôi thấy Nobita ngã phịch xuống đất. Một lần nữa, một chiến thắng vững chắc đã đạt được. Chiến trường hỗn loạn, có người mừng rỡ nhắc đến thất bại hoàn toàn. Trên đường tới trường vào ngày hôm sau, Nobita nghe nói đêm qua mọi người đều có giấc mơ giống nhau. Vậy có ai biết giấc mơ đó là gì không? Dù Nobita không thể trở thành vua trẻ con, có lẽ sẽ có chút tiếc nuối, nhưng anh ấy có chúng ta ở bên ngoài chiều thứ hai, tình bạn không thể chạm tới, chính vì sự tồn tại của Doraemon. Điều này khiến cuộc sống bất hạnh của Nobita thêm nhiều màu sắc. Ở thế giới tương lai, nhân viên massage sẽ thất nghiệp hoàn toàn, bởi vì các nhà khoa học đã phát minh ra chiếc bình massage. Massage huyệt đạo sẽ được đánh dấu trên cơ thể. Hãy để con cái tôn trọng cha mẹ ở nhà. Mẹ vừa bước vào thời kỳ mãn kinh, tôi cảm thấy đau lưng, chân bị chuột rút và tôi muốn giãn cơ cùng Nobita. Nobita sợ hãi đến mức quay về phòng và quỳ xuống cầu cứu Xiao Dora. Nhưng bé Dora chỉ lấy ra một cái nồi. Mặc dù chiếc bình này trông có vẻ bình thường, nhưng nó là sản phẩm massage của tương lai. Nếu đặt ở trung tâm tắm rửa thì sẽ có giá trị ít nhất là 398. Nhưng Đại Hùng gặp phải một vấn đề, bởi vì anh ấy không biết sử dụng huyệt hướng dương. Nhưng hiện vật của tương lai không phải là những quầy hàng trên đường phố. Chỉ cần nói cho tôi biết căn bệnh khó chữa và phức tạp mà bạn muốn chữa, sau đó quét bệnh nhân, các huyệt đạo cần massage sẽ được tự động đánh dấu trên cơ thể. Tôi đã thấy Nobita nhập hồn chỉ bằng một phát súng. Mẹ cảm thấy như mình trở lại tuổi 18. Lên núi Bắc Hổ không phải là vấn đề lớn. Thế là tôi từ bỏ ý định đánh con để giãn cơ. Nhìn mẹ hạnh phúc khắp bốn phương, Nobita quyết định thực hiện thủ đoạn hàng ngày để tự sát, dùng nó để khiến vợ bạn hét lên sung sướng. Không ngờ hôm nay anh lại vô cùng chán nản. Shizuka lại đánh cắp một người đàn ông bên ngoài, hẹn hò với Dikisu trong thư viện. Nobita không nói nhiều lời tàn nhẫn, đó chỉ là một động thái và bạn sẽ không được phép hẹn hò.
không ngờ lại có huyệt đạo như vậy. Nobita bây giờ đang rất hạnh phúc, không nói một lời, anh nhấn nó. Giây tiếp theo, Shizuka mất kiểm soát đôi chân của mình, anh ấy thực sự đã lùi lại theo hướng anh ấy đã đến. Hóa ra Nobita đã ra lệnh di chuyển huyệt về phía sau. Mặc dù cái tên rất lạ, nhưng miễn là nó có thể ngăn cản Shizuka hẹn hò thì đó là một ý kiến hay. Nhưng Shizuka đã lùi lại mà không nhìn đường. Nobita sợ hãi đến mức lập tức lao tới làm đệm không khí cho con người, nhưng anh vô tình bấm vào sau đầu Shizuka. Tôi nghĩ đây sẽ là một điểm chết người. Họ không hề biết rằng đây là Tiao Yapan. Shizuka có thể hẹn hò với học sinh đứng đầu một lần nữa, lại chứng kiến Nobita lạm dụng đạo cụ. Bé Dora muốn lấy lại đạo cụ, nhưng cú trái tay của Nobita lại là đuổi mèo đi chỉ bằng một chiêu, click vào mông thịt của anh ấy. Giây tiếp theo, bé Doraemon nói tiếng chuột. Anh ta thực sự đã thu hút một con chuột lớn đến chơi với mình. Người đàn ông béo 250 pound sợ hãi đến mức nhảy cao 2 mét. Một cú đá dầu xuống sàn, phết dầu xuống sàn. Tôi biết mèo sợ chuột, người không biết tưởng chuột yêu mèo. Không có sự cản trở của bé Doraemon, Nobita sẽ tự mình ra đi. Anh nhìn thấy Yasu cầm hoạt hình Shikam trước hiệu sách. Tôi thực sự muốn động thái này. Thế là chúng tôi bắt đầu chơi trò đuổi bắt giữa thanh thiên bạch nhật. Không ngờ Masa lại tốt đến vậy, làm cho Anxion muốn cho anh ta tất cả những gì anh ta có. Nó thậm chí còn bao gồm lớp lót có hương vị ban đầu của riêng bạn. Sau đó Nobita tấn công Haru đang ăn quá nhiều, lập tức cho đối phương một bụng bia. Tôi không thể ăn thêm một miếng đồ ăn nhẹ nào nữa và đưa tất cả cho Nobita. Nhưng Nobita vẫn chưa đi làm thợ. Hổ béo nếm thử cho anh ta và đưa mặt mình ra trước mặt Nobita. Hãy để anh ấy tự thưởng cho mình những chiếc lồng chứa đầy những món ngon từ khắp nơi trên thế giới. Không ngờ lại có huyệt đạo kỳ lạ như vậy. Thực ra nó ở trên mũi của Fat Tiger và con hổ béo đã gõ vào lỗ của mình, chợt ngửi thấy hương thơm xa ngàn dặm và theo mùi hương và đi ăn 3 món 1 canh. Anh ấy đến quán sườn heo. Khi chúng tôi bước vào, người phục vụ đã mang đồ ăn ra cho chúng tôi. Đó là đồ ăn miễn phí, bạn sẽ thật ngốc nếu không ăn nó. Cậu bé không hề biết rằng đây là bữa trưa của giáo viên. Hổ béo đi làm bồi bàn, tôi quên mất trận bóng chạy hôm nay. Thế là Nobita đi ngang qua đã sẵn sàng gửi plugin. Anh ta dùng bình massage lên chồng tôi, tìm thấy huyệt đạo chạy tại nhà. Sau khi bấm huyệt, người chồng lập tức biến thành bánh xe nóng, quay lại và đến điểm đánh bóng. Một cú đánh ngẫu nhiên, chỉ cần đánh một cú home run dễ dàng, có thể đi kèm với vinh quang khi ra mắt ở vị trí C. Làm thế nào để khiến Siafu dừng lại đã trở thành một vấn đề. Nobita không còn cách nào khác là phải chơi ngẫu nhiên. Dù người chồng đã ngăn cản thành công, nhưng tôi đã chạm nhầm vào điểm cười của chồng, biến anh thành một diễn viên hài độc thoại chuyên pha trò hài đồng âm. Nobita đang xem chương trình một cách hào hứng. Fat Tiger ăn nhầm bữa trưa của cô giáo đã lao tới hiện trường. Nobita không còn cách nào khác đành phải quét những huyệt đạo khiến hổ béo vui mừng, nhưng rõ ràng anh ấy đã gõ nhẹ vào các huyệt đạo dưới nách. Giá trị tức giận của Fat Tiger tăng lên thay vì giảm xuống, số lượng huyệt đạo cũng tăng từ một lên hàng trăm. Nobita không còn cách nào khác đành dùng 18 loại vũ khí điên cuồng gõ vào huyệt đạo. Một cuộc hành quân ác liệt như hổ, Nobita cũng bị đập thành tro. Bấy giờ anh mới hiểu, hổ béo vui mừng miễn là đánh người, nó không liên quan gì đến các huyệt đạo cả. Đây chắc chắn là một tình tiết đáng sợ trong Doraemon, vì trong tập này, Shizuka đã ăn thịt Nobita. Vào ngày này, Shizuka hiếm khi đến gặp riêng Nobita, có thể khác với trước đây, lần này cô không thể hiện quá nhiều tình cảm với Nobita. Tôi có thể nhận ra đôi mắt của con nai chỉ bằng cách nhìn vào chúng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng của Shizuka, hoặc là họ hàng bên ngoài đều ở đây, hoặc là trong lòng có chút bí mật, có sẵn dưới dạng bộ đôi Iron Brother, hai người họ chỉ muốn ăn quả dưa này. Hóa ra Shizuka, người luôn có tính kỷ luật tự giác, có lúc buông bỏ chính mình. Không ngờ mẹ tôi lại đột ngột về nhà vào lúc này. Shizuka sợ hãi đến mức nuốt chửng thức ăn của mình trong một ngụm. Kết quả là tôi có cảm giác như đã ăn phải thứ gì đó nước ngoài. Cho đến khi mẹ cô hoảng hốt về nhà và hỏi cô, bạn đã thấy trứng chim bồ câu của tôi chưa? Shizuka uống một ngụm máu và lao thẳng lên đỉnh đầu, vì số tiền đó đủ mua một căn hộ ở Bắc Kinh. Và như một người bình thường, lúc này, bạn nên quan tâm đến tình trạng thể chất của bạn gái nhỏ. Nhưng là một người đàn ông thẳng thắn chậm phát triển trí tuệ, Nobita nhờ bé Dora nhanh chóng lấy đạo cụ, giống như một cái cưa có thể cắt cơ thể thành từng mảnh, còn băng dính vào cơ thể nữa. Shizuka sợ hãi đến mức đổ dầu sàn vào số 5 và lái xe bỏ đi, khóc gọi là hoa lê mang mưa. Nhưng thực ra có một cách không cần phẫu thuật, chỉ cần chiếc tàu ngầm chở Nobita và hai người giảm bớt. Chỉ cần đưa nó vào cơ thể Shizuka từ miệng của bạn. Cảnh Hương nghe xong, da đầu đột nhiên nổ tung, thỉnh thoảng bay vào phòng tắm thôi là chưa đủ. Bạn thực sự muốn nhìn thấy tất cả trái tim, gan, lá lách, phổi và thận của tôi. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác tốt hơn. Shizuka chỉ có thể thỏa mãn hai thiếu niên không mấy thuần khiết này. Cô đưa cả hai vào miệng. Khoảnh khắc tôi uống nước, độ hưng phấn chắc chắn không thua kém gì con lắc SVD. Sau khi hai người tới bụng, không nói một từ, chỉ cần hai tên lửa tầm cao chiếu sáng hoàn toàn dạ dày. Nhưng tìm trứng bồ câu ở đây cũng giống như mò kim đáy bể. Cả hai không còn cách nào khác đành phải lao vào axit trong dạ dày. May mắn thay, cô bé Dora là một tài xế giàu kinh nghiệm. Chỉ khi đó bạn mới có thể bay qua tường giữa những hạt đậu phộng. Nhưng phàn nàn về việc Shizuka ăn uống như anh hai, nó vẫn đâm vào tim cô. Shizuka đứng dậy, tôi cử hai người quay 360 độ trong nước. Nếu bạn không lo lắng về chiếc nhẫn kim cương lớn trong bụng mình, Shizuka chắc chắn sẽ để hai người họ chết điếng ngay tại chỗ. Nhưng anh đã thoát được cú xoay SV đúc của Shizuka. Nhưng anh cũng không thoát khỏi số phận chiếc vô lăng chống đỡ cũ bị gãy. Nhưng vào lúc này, Nobita phát hiện trứng chim bồ câu từ xa. Vì tàu ngầm không thể di chuyển, vậy thì Shizuka chỉ có thể di chuyển. Mỗi lần Shizuka thay đổi tư thế, Nobita và cả hai ngày càng tiến gần hơn tới quả trứng chim bồ câu. Cô bé Dora thả tay ra,
nhưng nó chỉ chênh lệch 0,01mm, chặn đường hành quân của Nobita. Đúng lúc này mẹ tôi vào phòng, tôi thấy một cô gái tập yoga ở đây, mọi người đều bị sốc. Sau khi mẹ đi, Shizuka thay đổi sang tư thế quyến rũ hơn. Dù cô gái lần lượt di chuyển, nhưng khoảng cách giữa Nobita và quả trứng bồ câu luôn có một chút khác biệt. Tuy nhiên, hãy cứ là Shizuka, sau khi thay đổi tổng cộng 99 và 81 chuyển động, Nobita cũng sắp bắt được trứng bồ câu. Mẹ ơi, thật trùng hợp, chúng ta bắt đầu lại nào. Shizuka xấu hổ đến mức không thể làm được nữa. Kết quả là có sự hỗn loạn lớn trong dạ dày. May mắn thay, Nobita đã có nam chính cứu mạng. Một phước lành được ngụy trang. Hãy để trứng chim bồ câu được giao tận nhà. Hai người nhấp nháy cùng nhau. Khi nó xuất hiện trở lại, đã ngâm mình trong nước tắm trong phòng tắm. Lúc này, Shizuka không biết rằng hai người họ đã đạt được thành công, lo lắng cho sự an toàn của hai người. Nhưng người ta vẫn nói, nếu bạn không làm được S thì bạn sẽ không thể làm được S. Nobita và cả hai nói dối rằng tàu ngầm gặp trục trặc, việc sửa chữa không được chỉ định và không thể sửa chữa được. Người ta ước tính rằng nó sẽ theo sau món burger bí mật lao ba của Shizuka. Cùng nhau bài tiết, toàn thân Shizuka cảm thấy không khỏe. Là con gái chúng ta cũng có nhân phẩm phải không? Nhưng sau khi biết mình đã bị lừa, Shizuka dịu dàng như xương không còn dè dặt nữa, lấy mọi thứ bạn có thể ném và khiến Nobita nhảy ra đường. Kết quả là tôi đột nhiên bắt đầu thực hiện động tác chia đôi. Lần này đến lượt Nobita nuốt vật lạ, và Shizuka cũng may mắn trở thành tài xế N của Nobita. Bạn có còn yêu Shizuka như thế này không? Ở thế giới tương lai không có ngư dân để làm việc và học tập, bởi vì các nhà khoa học đã phát minh ra quần sóc ma quái. Chỉ cần mặc nó vào, người bình thường sẽ trở thành tinh hoa trong vài giây, di chuyển gạch như điên. Một kẻ cặn bã không có điểm số cũng sẽ thức đêm học hành chăm chỉ, có điểm trượt hai chữ số. Hôm nay Nobita xin nộp bài kiểm tra điểm không. Điểm không trong bài kiểm tra quan trọng không phải là điều đáng sợ. Điều đáng sợ là 5 điểm không liên tiếp. Khi tôi nghĩ về mẹ tôi biến thành một con quỷ với cặp sừng giòn, Nobita lật bụng và chết ngay tại chỗ. Cô bé Dora không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa cho anh ta một cái quần sóc quỷ mặc bên ngoài nội y. Không ngờ mẹ lại không phải để đánh đập hàng ngày. Tôi muốn Nobita làm robot quét nhà, nhưng ai là một đứa trẻ bình thường thích làm việc? Đến nỗi bé Doraemon phải viết chữ lau chùi lên quần. Tôi muốn Nobita bị buộc phải làm việc chăm chỉ, nhưng Nobita có cú trái tay. Tôi đã trao cơ hội cho chú mèo lười ngon lành. Mẹ khá hài lòng với phòng phản quan. Không ngờ bé Domain lại mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Không chỉ lấy kính lúc ra, mình vẫn dùng vớ nguyên bản của mẹ dạy một số mèo để làm sạch các khoảng trống. Nhìn bé Doraemon được ví như trận chiến dọn dẹp trường học trước khi khai giảng, Nobita không còn cách nào khác đành phải cởi quần. Chỉ khi đó bé Dora mới trở nên lười biếng trở lại. Thế là đại hùng viết vào nghiên cứu mà không nói một lời, mặc quần sóc, biến thành ma học trong một giây, di chuyển tất cả các tài liệu giảng dạy cho đến nay vào bàn. Tôi bắt đầu bù đắp từ lớp 1, sách luôn ở bên bạn ngay cả khi bạn ăn. Bố mẹ tôi lập tức vui mừng. Tôi không nghĩ việc vào đại học Tokyo là một vấn đề lớn. Kể từ đó Nobita biến thành kẻ lặp đi lặp lại, ghi nhớ từ trên đường đến trường. Cho dù bị chế nhạo là kẻ cặn bã và muốn trở thành học sinh giỏi, mộng tưởng, Dacian cũng mở tấm chắn cách ly. Thờ ơ, nó thậm chí còn khó hơn trong giờ học. Nobita trực tiếp giơ tay biểu thị không hiểu hết mọi chuyện trong lớp. Sau giờ học, tôi còn để cô giáo đi cùng để bù đắp. Tôi mệt quá nên cô giáo ra tận cổng làng dùng bữa. Về nhà cũng tràn đầy năng lượng, dán bài kiểm tra số không khắp phòng để thúc đẩy bản thân. Cuối cùng đã thức suốt đêm học tập chăm chỉ ở Nobita. Sau khi mệt mỏi đến mức mắt tôi nổ tung, hạnh phúc nhắc đến lớp hai chữ số đầu tiên trong đời, đồng thời vượt qua điểm cuối cùng một cách liền mạch cho FAT Tiger. Nhìn vào số điểm 9 điểm, hổ béo đột nhiên biến thành cậu bé chiến đấu. Nobita vì thi trượt, điều đó tương đương với việc nói rằng bạn còn tệ hơn một kẻ ngốc. Thế là ông không chỉ đưa cho Nobita một cái đầu túi đầy, ông cũng cảnh báo rằng sau này anh sẽ chỉ được phép tham gia kỳ thi có điểm không. Dacian không còn cách nào khác ngoài việc viết ba ký tự lớn và chiến đấu, đóng gói bản thân như một con ma chiến đấu. Tôi thấy anh ấy thấy FAT Tiger đang đối mặt với anh ấy, mời đối phương đánh một trận sinh tử vào thứ sáu tuần sau. FAT Tiger cho rằng mình là bất khả chiến bại, quyết tâm nổ tung vào ngày hôm đó. Từ đó Nobita thay hổ béo bằng cây cối, tu luyện tuyệt chiêu giết hổ như điên, sự thoái lui khi trở về nhà, sự tham gia nhiều hơn trong trường học chỉ để đánh bại kẻ bắt nạt thị trấn nhỏ vào một ngày nào đó. Thật đáng tiếc khi mọi người đang cá rằng Nobita sẽ bị giết ngay lập tức. Cho đến khi tôi thấy anh ta đối đầu với con chó hung ác mạnh nhất thị trấn, tôi tưởng Nobita sẽ là người giao hàng tận nhà. Không ngờ anh ta lại đánh con chó đi, chỉ cần đun nồi nước trong và nấu trực tiếp. Vì tôi bất ngờ xuất hiện trên đầu chồng tôi, muốn chuyển sang Nobita và đánh bại FAT Tiger, cũng chủ động đi tìm họ hàng với Nobita, nói rằng họ có cùng một tổ tiên. Nếu đó là trường hợp, cha của Mã Vân và tôi chắc chắn có quan hệ họ hàng với nhau. Tôi chưa bao giờ chạm vào tiền, tôi không quan tâm đến tiền bạc. FAT Tiger nghĩ rằng đó là một cuộc thách đấu miễn phí, nhưng khi anh đi ngang qua sông, nhìn thấy cú đâm sau lưng tầm thường của Nobita, cây nghìn năm tuổi bị gãy, đột nhiên cả người sửng sốt, một chân dẫm lên sàn dầu rồi bỏ chạy. Tôi không biết cây này lâu ngày bị ngâm nước sông biến thành bã đậu. Hôm đấu tay đôi, Nobita vừa ra ngoài, tôi gặp một nhóm gấu con đang ném đậu và tấn công. Hóa ra hôm nay là Sét Xuân ở Nhật Bản, có tục ném đậu để xua đuổi ma quỷ, và Dacian vô tình lạc lối đến mức trở thành hồn ma. Để trốn thoát, Nobita đã bước nhanh, chỉ là chiêu trò làm nổ tung hắn thôi. Anh ta không chỉ bị ngã và bị gãy xương khắp cơ thể, bức sở hữu ma quỷ cũng biến mất. Nhưng tai nạn không bao giờ có thể ngăn cản hai ông già bùng nổ giữa không gian rộng mở. Rõ ràng hai người sợ mắc bệnh Parkinson, họ còn đe dọa sẽ đánh nhau vào não khiến anh bị vô sinh. Bạn bè đều sốc, không ngờ xem hẹn lại trở thành cuộc đọ sức giữa các vu miệng. Tôi không biết hai sinh viên ai có thể nói chuyện tốt hơn.
Trong thế giới tương lai, người ta có thể nhịn ăn 3 ngày để tỏ lòng biết ơn, bởi vì các nhà khoa học đã phát minh ra cỗ máy biết ơn. Tôi sẽ sử dụng liệu pháp nhịn đói để bạn hiểu ý nghĩa của sự chăm chỉ. Khác hẳn với cậu bé Domen ăn 10 bát vẫn thèm một bát, Nobita vừa ăn xong thịt, tôi muốn chạy về phòng và hành động như một cậu bé vô dụng. Hành vi chơi kén ăn này đến mức cực đoan, mẹ tôi vô cùng tức giận. Vậy mẹ và Nobita kể về cuộc sống nghèo khổ trong chiến tranh. Tôi hy vọng anh ấy hiểu được tầm quan trọng của thức ăn. Thật đáng tiếc khi Nobita sinh ra trong thời đại hòa bình, không thể đồng cảm. Nhìn mẹ ra đi thân thiện với thiên nhiên như vậy, cô bé Dora không còn cách nào khác là phải hóa thân thành chuyên gia trừng phạt những đứa trẻ hư. Lấy nó ra sẽ khiến mọi người, một cỗ máy biết ơn, hiểu được tầm quan trọng của mọi thứ xung quanh bạn. Ví dụ, không khí vô hình. Tôi thấy Nobita bấm nút. Giây tiếp theo, anh dùng cả hai tay ôm cổ, sau đó bật hiệu ứng đặc biệt mặt đỏ. Một người sống tốt điên cuồng nhảy tới nhảy lui bên bờ vực sự sống và cái chết. Nếu Dora bé nhỏ không nhấn nút kết thúc, Nobita sẽ 8 tuổi, biến thành xác một chàng trai trẻ. Sau đó anh ấy nhấn nút lần nữa để cảm ơn vì bữa ăn. Giây tiếp theo, bố đến ăn cùng chiếc bánh nổi tiếng trên mạng. Nobita ngay lập tức rất vui mừng. Nếu bạn không nói gì, bạn sẽ mang nó về phòng và trở thành đầu bếp. Tuy nhiên, anh bạn, chiếc bánh này hoàn toàn dành cho bộ não. Chứng kiến cậu bé Domen biến thái ăn uống một mình, Nobita sẵn sàng lấp đầy bụng bằng tô mì ăn liền. Nhưng anh ta đã sử dụng cỗ máy biết ơn độc ác. Không chỉ tủ đựng mì ăn liền trống rỗng, tủ lạnh cũng có vẻ như vừa bị cướp. Tôi tưởng Nobita đã nhận ra tầm quan trọng của thức ăn, nhưng hắn chỉ là nằm xuống, chỉ cần đói là muốn giữ thể diện. Tình cờ đúng lúc này hổ và chồng đang đưa Nobita đi chơi bóng. Nobita lo lắng sẽ ngất xỉu vì đói trên sân đấu. Shizuka đến cho cô ấy ăn. Thật đáng tiếc khi Nobita hiện đang đứng ở vị trí C của con dơi, cho dù hắn muốn ăn nó, FAT Tiger cũng có thể giết hắn chỉ bằng một đòn. Anh ta vừa ngăn anh ta lại, và Nobita đã thực sự đáp ứng được sự mong đợi, tấn công trực tiếp, và Shizuka chính là bảo bối chồng nổi tiếng. Tôi để lại một phần khẩu phần ăn cho Nobita. Đáng tiếc FAT Tiger đột nhiên ra tay, trực tiếp cắt đứt chiếc bánh tình yêu của Nobita. Lúc này Nobita đói đến phát điên, nhìn mây trên trời người ta có thể liên tưởng đến sát thủ Ken. Kết quả là nhìn mây sẽ hết đói. Anh ấy không chỉ bỏ lỡ bóng, mất bóng trong đám cỏ dại. Nghe vậy, người chồng lập tức nổ tung. Đó là quả bóng chạy có chữ ký của Shikam-chan, có giá trị ít nhất là một mục tiêu nhỏ. Để không mất đi tất cả, Nobita chỉ có thể coi mình là đứa con thứ 6, chơi tiền nạp một mình. Khi anh ấy trả bóng lại cho Siafu, trời đã xế chiều. Tôi nghe nói gia đình chồng tôi, một đầu bếp được gắn sao Michelin, được mời nấu bữa tiệc kiểu Pháp tối nay. Nobita đánh trống bằng bụng. Tôi chỉ muốn trở thành một ông vua ẩm thực ngon và được nhiều người yêu thích. Không ngờ chồng tôi vừa mở cửa đón khách, chồng tôi mang tin vui. Bữa tiệc Pháp tạm thời bị hủy do đình công bằng gas. Đến nhà hàng quý tộc mà chồng tôi muốn đến nhất, nhưng nhà hàng yêu cầu trang phục lịch sự khi vào. Kể từ đó, chắc chắn rồi, hãy quên nó đi hôm nay. Hà, tình bạn bằng nhựa thật là khốn nạn. Nobita đi ngang qua quầy bán khoai lang trên đường về nhà, thêm một động tác đánh vào bụng. Chủ quán tưởng nhầm là người ăn xin đã thưởng cho tôi một củ khoai lang, không ngờ ông chủ lại muốn cổ vũ anh, nhưng vô tình dùng quá nhiều lực. Hãy để khoai lang bắn thẳng ra khỏi đường chân trời. Nobita ngay lập tức bắt đầu chạy chế độ mang mốt. Chỉ nghe một tiếng động lớn, khoai lang trở thành bữa tối của chó. Nobita cũng bị đánh gãy xương, hai chân của anh đã biến thành ba. Anh chỉ muốn về nhà nấu ăn, nhưng vừa bước vào cửa đã chờ mẹ nổ tung, đã dặn không được để cà chua thối và trứng thối trong nhà. Nghe vậy, Nobita cuối cùng cũng tin. Sự thật là tôi đã được nhặt lên từ thùng rác, và bé Dora cũng hiểu trong Nobita, sau ý nghĩa của từng hạt lao động vất vả, đã nhấn phím kết thúc. Giây tiếp theo, mẹ tôi chủ động gọi cô đi ăn. Dù bữa ăn trên bàn ăn khá đơn giản, nhưng bữa ăn đầu tiên sau khi cảm thấy đói, ăn gì cũng ngon. Tiếc là ăn xong không tắt đèn bị mẹ mắng. Tôi bị mẹ dặn không đóng cửa sau khi đi vệ sinh. Nobita bị lỗ não đột nhiên mất trí, quyết định sử dụng chiếc máy tri ân để mình hiểu được tầm quan trọng của mẹ. Giây tiếp theo, mẹ tôi đã nhặt hành lý lên, thực hiện một chuyến đi vòng quanh thế giới xa nhà. Khi mẹ về, ước chừng Nobita sẽ trưởng thành.